Hello nhá, xin chào bạn nhé. Xin chào bạn hãy kênh YouTube và sao channel của mình nhá. Hôm nay mình đang tiến hành lắp một bộ pin lithium bạn ạ. LiFePO4, dòng pin mới đẳng cấp nhất hiện nay. Dung lượng lớn. Dung lượng lớn này, nhỏ, nhẹ, gọn. Dòng xả cao. Cực kỳ tốt cho các bạn mà thích chơi hệ thống pin mặt trời nhá. Một cái khả năng mà đầu tư rất là xứng đáng cho những ông nào lắp pin mặt trời chính là bộ này. Pin LiFePO4, dòng này rất là trâu luôn. Cái bộ mình đang làm đây là bộ này là 12,8V và nặng 20A, nhưng mà nó nặng chỉ có 2,7 cân thôi các bạn ạ. Nếu các bạn mua cái bộ này dung lượng 20A với bình ắc quy thì nó sẽ phải nặng tầm khoảng 5 cân. Nhưng riêng con này 20A thật nhưng mà nó chỉ nặng có 3 cân, chưa đến 3 cân bạn ạ. Full đồ luôn. Dòng xả cao hơn. Dùng tốt hơn mà lại mạnh hơn thì mỗi tội đắt tiền hơn bạn ạ. Nhưng mà độ bền thì cao hơn bởi vì mà dòng này thì sẽ cho phép xả nó khoảng 2.000 lần. Theo quảng cáo thì nhiều ông chấm gió lên nó khoảng 6.000, nhưng mà theo mình tính thì khoảng 2.000, tức là khoảng 1.500 lần. Ngày nào cũng sạc xả thì được 5 năm, còn dùng ít thì được khoảng 7 năm. 7 năm mà với một cái đời hệ thống công nghệ nó thay đổi mẹ chóng mặt hiện nay thì 7 năm nó quá dài bạn ạ. Đây, và cái này nữa. Đấy thì hôm nay cái bộ mình đang lắp đây là một bộ hoàn chỉnh, có cả mạch cân bằng. Đấy, mạch sạc xả và nó đang báo từng bình các bạn nhìn này. 330, 328, 329, 330 thì hôm nay mình tiến hành nâng cấp con này lên. Thay cái mạch cân bằng khác, đây chính mạch mới mình lắp này. Đây, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mạch mới lắp thì sẽ sử dụng làm sao nhé. Đấy, mạch cũ thì đang chạy rất là tốt luôn này, vẫn báo cân bằng này. Thì bây giờ mình chuyển sang cái mạch mới vào để gắn sang bên này cho bạn xem hoạt động như thế nào. Đây nó có đầu ra đầu vào các cái kiểu con đà điểu luôn, nhìn hay lắm bạn ạ. Đây, bộ này nâng cấp lên thì nó có báo đèn 1, 2, 3, 4, 5. 5 đèn thì không biết 5 của cái gì, thì bây giờ ta sẽ thử tiến hành làm nhé. Đấy. Bộ đời cũ này thì mình nâng cấp lên và nó có tính năng, nó có cái màn hình này. Báo dung lượng từng bình rất là an toàn luôn. Chả như cái bình này bây giờ mà nó hết điện nó về 2.8 thì các bạn biết đến lúc cần sạc. Hoặc là nó cứ đầy này thì cứ dùng thôi. Rất là tiện. Đấy, bây giờ mình góc cho bạn xem nhé. Đây là mình đang đấu nối sẵn rồi. Đây là hệ thống dây điện đấu nối đi kèm. Bây giờ mình sẽ bóc ra nhé. Bóc tách ra. Thế đầu tiên để xử lý được bộ này thì ta sẽ tháo mạch cân bằng trước nhá. Đây, mạch cân bằng thì ở đây là dùng cái rắc. Tức là series này thì dùng rắc, còn series này thì là hàn. Đấy, hai cái dây series hơi khác nhau một chút nhá, nhưng mà cách dùng thì tương tự thôi. Nhưng mà mình thích con mạch này hơn bởi vì nó rất là nhỏ và gọn bạn ạ. Siêu nhỏ và siêu gọn. Mỗi tội là nhỏ gọn này thì không biết tản nhiệt nó chạy đến đâu thôi. Bộ này ghi thông số là được 130 nhưng mà thực tế thì chưa biết nó chạy như thế nào các bạn ạ. Bởi vì nó là một model mới của hãng vừa xuất xưởng. Ghi được 130 xả nhưng mà mình chưa test thử. Bây giờ ta sẽ đặt đây nhá. Đặt đây thử này. Đặt đây. Con này mình tính với cái lượng phép mà nó nhiều như thế này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 14 con. Ở trong này có 10 con thôi thì nó sẽ vênh cao hơn. Nhưng mà vấn đề là lắp đây thì dẫn là dòng xả nó sẽ cao, nó hơi nóng. Bây giờ ta tách ra nhá. Bắt đầu tách này. Tách cái vỉ này ra. Bạn nhìn này, bóc này. Đấy, bóc nhẹ thôi nhá bởi vì nó đang dính rất chặt. Đây bạn nhá, mình bóc ra cho bạn xem này. Đây là mình bóc ra và khối pin đang dùng chưa có mạch cân bằng ở trong nhá. Đấy, con này phải nói đẳng cấp lắm bạn ạ. Đấy, nhìn đúng dân chơi luôn bạn ạ. 1 2 3 4. Đây các bạn nhìn này. Dung lượng báo trên này luôn nhá. Báo loại gì, dung lượng bao nhiêu trên này luôn này các bạn. Đây đây, nó báo đây này. 20A bạn ạ, nhìn chỗ này này. 20A. Đây là cái test thực tế nhá. Test thực tế nó sẽ ra đây này, 20.7 này, 20.57. Nếu mà các bạn lắp hệ cân bằng ấy thì phải lắp tầm ở để chỗ này. Đấy, thứ nhất là ở chỗ này nhá. Đấy, như thế này. Thứ hai là riêng đã lắp bộ này thì các bạn nên nâng cấp loại dòng màn hình cho mình. Bởi vì có màn hình các bạn sẽ báo được bình nào đang hết, bình nào đầy thì các bạn kiểm soát được bình rất dễ nhá. Chứ không thì nói thật là hơi khó kiểm soát đấy, nhìn này thôi nhưng mà khó nhằn lắm bạn. Với cái dòng mạch cân bằng thế hệ mới này nhá thì ta sẽ đầu tiên là ta lối dây trừ trước các bạn nhìn này. B1 này, B2, B3, B4. B cộng. Thì bây giờ ta sẽ lối cái B1 vào đây trước này. Sau đó có đầu B trừ các bạn nhìn này, đầu B trừ đấu vào đây này. Đúng đây là chuẩn nhá. Hàn đúng cái dây đây này. B trừ hàn vào đây. Đấy thì ta sẽ làm thêm cái khuy này này. Và sẽ dùng cái khuy này cho mình để đảm bảo độ an toàn của cái hệ thống hoạt động. Một thứ hai là nó bền nữa các bạn ạ. Dùng có cái khuy này vào rất là bền luôn. Đấy, bắt biết cũng cẩn thận và an toàn hơn. Đây các bạn nhá, đã xong phần dây trừ này, B1 này. Và ta sang đến dây B2 các bạn nhá. B2 các bạn nhìn này. B2, B3, B4, B5.
Đấy, B4 cho đến đến cổ cộng để, tức là đây là đang lắp ở phần đầu tiên là phần cân bằng. Sau phần cân bằng này rồi thì đến phần tiếp theo là cái phần gì? Là phần để kích hoạt sử dụng. Thì ở đây nó có sử dụng thì nó có chân cộng để dùng và chân P trừ này. Còn chân C trừ là chân sạc. Đấy. Chân sạc thì tính sau nhé bạn nhé. Bây giờ ta tính trước cái chân này này. Cái chân để cho nó cân lắp cân bằng đó, và cho bạn xem nó hoạt động ra làm sao. Đấy. Mạch thế hệ mới này nó không dùng cái rắc cắm, thành ra là dùng cũng hơi bựa một chút. Bởi vì bình thường là phải dùng rắc cắm này này. Cắm một cái vào thì nó hợp lý hơn là cái kiểu đấu này. Đấu này thì những bạn nào mà tay nghề mới thì hàn mà không tận cháy luôn các bạn ạ. Đấy, mình đang làm đến cái dây B3 này các bạn nhé. Và hệ thống rất đơn giản đúng không? Và cái máy này hoạt động là ở trên nguyên tắc là chính là cái dây B cộng cuối cùng này này. Chính là cái dây để kích hoạt hệ thống hoạt động. Đấy, nên các bạn lắp nhưng mà không thấy nó chạy hoạt động đúng không? Vẫn chưa cho hoạt động. Thì đến cuối cùng thì chính cái dây B cộng này. Bắt đầu B cộng vào một phát nữa là hệ thống bắt đầu hoạt động. Là tất cả đèn này, 1, 2, 3, 4, 5. Dòng này nó rất là cao cấp ở chỗ là nó có cả mạch điều khiển trên này này. Mạch này tất cả mạch phủ keo hết rồi. Nên nó phải nói rất đẳng cấp bộ này luôn. Bộ này là đời series tiếp theo của cái dòng này. Cái dòng này đời cổ rồi. Dòng này thì lắp thêm màn hình dùng sẽ chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà dòng cân bằng thứ là sẽ không ổn nhé. Đấy các bạn nhé, vậy đã xong này. Rất đơn giản đúng không? Bạn nhìn hệ thống này. Mình đã ghép xong rồi, bạn nhìn này. Siêu đơn giản đúng không? Riêng cái mạch này làm lại cực kỳ nhỏ gọn luôn các bạn ạ. Mình lần đầu tiên thấy có con mạch mà nó bé tí nhỉ. Đấy, 5 cái vạch đèn đây. Hệ thống điều khiển báo trên này. Khóa đây, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bây giờ cái đầu P trừ và đầu P trừ và C trừ nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách đấu cái đầu này nhá. Gần như là xong đấy. Đây, bây giờ ta sẽ tiến hành nắp cái phần nạp nhá. Xả, ở đây nó có phần xả này, P trừ xả này. Và nó có một phần nạp riêng, nạp chính là C trừ này. Thì bây giờ ta sẽ hàn cái dây nạp vào cho các bạn xem. Và dùng thử xem nạp kiểu gì.